Xin kính chào quý vị khán giả, Nam Phương, người đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của bản tin kinh tế số trên kênh Mây TV, chương trình chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 4, Bitcoin sẽ là khoản đầu tư cần cân nhắc khi ngày càng được nhiều tổ chức đầu tư và công ty lớn chấp nhận. Nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Công ty bất động sản cho phép trả tiền thuê nhà bằng Bitcoin. Nhà Hà Nội dưới 30 triệu một mét vuông vừa dễ bán vừa lời cao. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tháng 3 cao kỷ lục. Tấn công mạng có thể đe dọa tới cả thế giới thực. Mở đầu là thông tin, trong 5 năm qua, Hải Phòng đã huy động được 44.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông. Thành phố đã xây mới được 46 cây cầu và sẽ xây thêm 100 chiếc nữa trong 5 năm tới. Từ năm 2016, Hải Phòng thực hiện đột phá về hạ tầng xây dựng hàng chục cây cầu, nâng cấp hàng trăm km đường, nhiều nút giao thông. Như cầu Hoàng Văn Thụ được đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng và hoàn thành chỉ sau hơn 2 năm thi công. Trước đó là cầu Hàng, cầu Đăng kết nối tại các huyện phía Nam như An Lão, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo. Ngoài làm cầu, sau 5 năm đã có 1.400 km đường bê tông được xây dựng mới. Trong 5 năm tới, Hải Phòng tiếp tục dành nguồn lực 38.000 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng các dự án giao thông. Hải Phòng sẽ xây dựng cầu Rào 1, cầu Dinh nối với Kinh Môn, cầu Quang Thanh nối với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cầu Bến Rừng nối với Quảng Ninh. Hải Phòng còn có các công trình giao thông quốc gia như cầu Tân Vũ, Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng Đình Vũ. Các dự án giao thông này giúp Hải Phòng mở ra những không gian phát triển mới, tạo nguồn lực cho thành phố. Chuyển sang thông tin quốc tế, công ty bất động sản của tỷ phú Rick Caruso mới đây thông báo đã đầu tư vào Bitcoin và sẽ cho phép khách hàng dùng loại tiền mã hóa này để trả tiền thuê nhà. Công ty bất động sản Caruso của tỷ phú Rick Caruso là một trong những tổ chức mới nhất tham gia vào tiền mã hóa. Công ty đã đầu tư một phần vốn vào Bitcoin, hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Hồi đầu năm nay, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk thông báo đã đầu tư vào Bitcoin và chấp nhận thanh toán bằng loại tiền mã hóa này. CEO Twitter Jack Dorsey cũng là một trong những nhà đầu tư của Bitcoin. Bitcoin, đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới, đang được ngày càng nhiều tổ chức đầu tư và công ty lớn chấp nhận. Đó là một trong những động lực khiến giá Bitcoin tăng phi mã 12 tháng qua. Tính từ đầu năm nay, đồng tiền này đã tăng giá trị hơn 94%. Hiện Bitcoin được giao dịch quanh ngưỡng 56.600 USD trên một đồng, theo dữ liệu của CoinDesk. Theo CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng trong quý 1 năm 2021 ghi nhận dấu hiệu phục hồi khi tổng diện tích thực thuê trong quý này đạt gần 20.000 m2, giúp giảm tỷ lệ trống trung bình tòa nhà hạng A. Theo Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển, công ty CBRE Việt Nam trong quý 1 năm 2021 đạt gần 20.000 m2, giúp giảm tỷ lệ trống trung bình tòa nhà hạng A. Các dự án tại quận 1, quận 2, quận 4, quận 7, quận 10 đều có tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Trong đó, các ngành công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm dẫn đầu tổng diện tích giao dịch, chiếm 60%. Mức giảm giá thuê các tòa nhà văn phòng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã chậm lại. Trong đó, thị trường hạng A ở mức 42,1 USD trên 1 mét vuông, hạng B ở mức 25,1 USD trên 1 mét vuông. Dự đoán trong năm 2021, trên địa bàn thành phố sẽ có thêm 74.000 mét vuông diện tích văn phòng mới đến từ 5 dự án văn phòng hạng B. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, chuyên gia bất động sản vừa nhận định sản phẩm căn hộ tầm trung dưới 30 triệu một mét vuông được săn lùng vì vừa dễ bán vừa lời cao. Thị trường bất động sản Hà Nội được hỗ trợ bởi nhiều thông tin quy hoạch. Điều đó khiến nhà đầu tư tập trung vào các khu vực vùng ven như Đông Anh, Gia Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thanh Trì, Nam Từ Liêm. Theo đó, thị trường căn hộ tại Hà Nội quý 1 năm 2021 đã có những khởi sắc nhưng không đồng đều. Căn hộ cao cấp khu vực trung tâm như Đống Đa, Ba Đình, Hồ Tây tiếp tục khan nguồn cung mới, giá ít tăng và giao dịch chậm. Trong khi đó, phân khúc căn hộ giá rẻ, tầm trung từ 25 đến 30 triệu đồng một mét vuông, đáp ứng nhu cầu ở thực tại các quận ven đô như Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm tiếp tục hút khách mua, giao dịch tốt và giá tăng trung bình từ 3 đến 5%. Chuyển sang thông tin chứng khoán. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 3, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 113.340 tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay, xấp xỉ 30% tổng số tài khoản được mở mới trong cả năm 2020.
Đây là số lượng mở mới cao nhất lịch sử giao dịch của thị trường. Trước đó, kỷ lục này đạt được trong tháng 1 năm 2021 với 86.107 tài khoản cá nhân trong nước được mở mới. Cuối tháng 3 năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có 3.029.407 tài khoản, tăng 113.875 tài khoản so với hồi cuối tháng 2. Tính đến cuối tháng 3, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân là 2.981.403 tài khoản, tăng 113.191 tài khoản so với tháng trước đó. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là 11.630 tài khoản, tăng 149 tài khoản. Cùng với sự tăng trưởng tích cực về điểm số, thanh khoản thị trường cũng lập kỷ lục với hàng loạt phiên giao dịch trên 15.000 tỷ đồng. Việc thanh khoản tăng đột biến thậm chí còn gây ra hiện tượng nghẽn lệnh thường xuyên trên HOT. Thưa quý vị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, trong lộ trình đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Bắc Giang mong muốn nằm trong top 15 tỉnh thành phố có chỉ số chuyển đổi số đứng đầu cả nước. Lãnh đạo địa phương khẳng định, chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển vượt trội, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất trong quá trình này đó là thay đổi thói quen, nhận thức và ý chí dám làm của người lãnh đạo. Theo đó, FPT đưa ra mô hình 3H, 3C, 3S toàn diện, mạch lạc, thể hiện sự đúc kết và kinh nghiệm chuyển đổi số của FPT nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin khái quát, đầy đủ và dễ hiểu. Công ty FPT cũng có đề xuất về khung chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang, gồm các hướng tiếp cận toàn diện, từ xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho đến phát triển hạ tầng số, triển khai nền tảng số, chính phủ số, thành phố thông minh, y tế thông minh, điều hành an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực số, tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang thông tin quốc tế, người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei lại phải dừng hoạt động thêm một số bộ phận kinh doanh của công ty. Lần này là các bộ phận trí tuệ nhân tạo và đám mây cốt lõi mới được thành lập từ 14 tháng trước. Huawei đạt doanh thu 891,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 136,7 tỷ USD trong năm 2020, tăng 3,8% so với một năm trước. Đây được xem là mức tăng trưởng doanh thu hàng năm thấp nhất trong thập kỷ qua. Thay đổi này cho thấy khó khăn của Huawei trong việc chuyển đổi từ một nhà cung cấp thiết bị phần cứng thành nhà cung cấp dịch vụ. Công ty được xây dựng quanh một số mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm mảng thiết bị mạng viễn thông, mảng kinh doanh doanh nghiệp và mảng kinh doanh tiêu dùng. Trong khi mức tăng trưởng của Huawei tại thị trường nội địa tăng cao, thì tại các thị trường nước ngoài lại có mức tăng trưởng âm với doanh số giảm 12,2% tại các thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Sự suy giảm doanh số tại các thị trường nước ngoài cho thấy những khó khăn mà Huawei đang gặp phải sau khi bị chính quyền Washington đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại vì lo ngại an ninh quốc gia. Ngay sau khi công bố quyết định rút khỏi thị trường smartphone, LG Electronics đang tiến hành các bước tiếp theo để dừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam, Brazil và Trung Quốc. LG đang chào bán nhà máy tại Hải Phòng với giá 2.000 tỷ. Nhà máy ở Hải Phòng là nơi lớn nhất sản xuất smartphone của LG. Đây là nhà máy được kỳ vọng sẽ có người mua đầu tiên. Tuy nhiên, rất khó để LG tìm được người mua bởi các nhà máy sản xuất smartphone tại Việt Nam đều có dây chuyền sản xuất riêng. Và các công ty trong nước cũng không đủ khả năng chi trả hơn 100 tỷ won, tương đương với 2.000 tỷ đồng để mua lại nhà máy. LG hiện vẫn đang tìm cách bán lại địa điểm nhà máy nhưng cơ hội thành công được giới quan sát nhìn nhận là không cao. Nếu bị dồn vào đường cùng, công ty Hàn Quốc này sẽ cân nhắc đến việc chỉ bán đất của nhà máy. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra đối với nhà máy tại Tibet và Thanh Đảo. Với công suất 8-9 triệu smartphone mỗi năm, LG gặp khó khăn trong việc bán dây chuyền sản xuất. Hiện tại, nhà máy của LG tại Brazil đã cắt giảm một nửa sản xuất, khoảng 15.000 công nhân làm việc tại đây, trong đó có 400 người lắp ráp điện thoại. Các công nhân tại đây đã làm việc với ban quản lý nhà máy hôm 6 tháng 4 để thống nhất về mức đền bù. Thưa quý vị, lâu nay nhắc tới cụm từ tấn công mạng thường khiến người ta nghĩ tới việc tin tặc xâm nhập vào mạng lưới máy tính của một công ty hoặc một cơ quan chính phủ làm hư hại và đánh cắp dữ liệu. Chuyển đổi kỹ thuật số đang tạo ra các công nghệ mới giúp thế giới nhưng cũng tạo cơ hội để tội phạm mạng tấn công, phá hoại không chỉ trên thế giới ảo mà trên cả thế giới thực. Tại một nhà máy xử lý nước cho khoảng 15.000 người tại một thị trấn ở Florida, Mỹ, một nhân viên vừa phát hiện mức phụ gia hóa học trong nước tăng bất thường. Tin tặc đã truy cập và giành quyền kiểm soát hệ thống máy tính của nhà máy và đã thêm natri hydroxide vào nước cung cấp cho người dân. Bình thường, người ta chỉ sử dụng một lượng nhỏ chất hóa học này nhằm giảm độ axit của nước, song ở mức cao hơn sẽ gây ra nguy hiểm cho con người.
nhân viên trực ca đã báo cáo và kịp thời ngăn chặn sự việc. Theo các chuyên gia an ninh mạng, cuộc tấn công này là lời cảnh báo về việc các nhóm tội phạm chuyển sang sử dụng công nghệ thông minh như truy cập từ xa, nhất là trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19, đang khiến cho các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng điểm của họ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn. Công ty công nghệ Weiland, Trung Quốc vừa cho biết, chạy rất nhanh, tuân lệnh chủ nhân và không phóng uế bừa bãi trên sàn nhà là những mô tả ấn tượng nhất về AlphaDog, một chú chó công nghệ. Giám đốc công ty Weiland khẳng định, nó thực sự rất giống với một con chó thật. AlphaDog có tốc độ di chuyển đạt gần 15 km/h và có khả năng quay tròn tại chỗ như một chú chó con đang phấn khích. Đơn vị phát triển AlphaDog cho biết, chú chó săn này được tích hợp các cảm biến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nó có thể lắng nghe, quan sát môi trường xung quanh và thậm chí có thể cùng đi dạo với chủ nhân. Những người sáng tạo ra AlphaDog sử dụng công nghệ 5G, tốc độ Internet siêu nhanh với thời gian phản ứng tức thì để khiến chú chó robot này hoạt động một cách tự thân. Công ty Weiland hy vọng AlphaDog có thể hỗ trợ người khiếm thị trong các sinh hoạt thường nhật. Ngay trong tháng đầu tiên trình làng, đã có hơn 1.800 chú chó AlphaDog được bán hết, mặc dù sản phẩm này có mức giá rất cao, 16.000 nhân dân tệ, tương đương với 2.400 USD một chú. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế số của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hãy đăng ký kênh ngay để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích cũng như thiết thực nhất. Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.